không một người yêu. Nghĩ tới cuộc tình đã tan vỡ, rồi thầm nói thời gian có thể quay trở lại để được cầm tay, để được anh ôm vào lòng. Không nhớ nỗi lòng hồi hôm nay vẫn vô cùng. Sao tôi đã lạnh lùng, hạnh phúc anh nào rồi? Đâu có tôi thầm nhớ đến một ngày đã từng yêu, đã từng có rất nhiều. Chẳng bằng tấm điều gì, anh ra đi.
Chẳng chẳng